Vâng, em xin chào các anh nhé. Đấy, hôm nay em bán xả thanh lý đôi loa về các bác tự dán gân nhé. Thấy anh em thợ về dán gân tùy. Đấy, đôi này thì là nó về hình thức của nó nhìn chung là còn đẹp. Đấy. Thì nhìn chung là còn đẹp, nhưng đây căng các thứ đầy đủ này. Đấy. Tất nhiên đây là hàng bãi nhé, thì có thể là vẫn sẽ có một vài vết nọ bên kia một xíu, hoặc là một hai cái chân căng nó gãy là chuyện bình thường nhé. Đấy, vì quá trình vận chuyển về nó xô nó đẩy mà nó không tránh được đâu. Đấy. Còn đây là loa này. Mặt nước còn đẹp các bác nhé. Nếu như em quay xuông như này đôi khi các bác sẽ không nhìn thấy, nhưng mà ở đây là cái gân này nó là gân đã lâu ngày rồi, các bác thấy không ạ? Nó bị đây, nó bị giòn quá rồi và nó đã có hiện tượng bị nứt vỡ rồi. Thì là cái này thì về là em bán cho anh em về thay để chơi nhá, để về thay gân để chơi nhá. Bọn này thì là bát của nó là bát viền 13 hay nào ấy. Ném anh mượn cái thước ở dưới chân em ấy. Ai ôi. Em vừa ngồi phải cái đây, con này viền 14 nhá. Còn nếu như đo theo lòng bên trong của nó sẽ là cái lòng của cái gân nó là 11 các bác nhá. Đấy. Còn lòng trong nữa của cái gân, tức là sát của cái màng nhá, thì nó sẽ là 9 cm. Đấy. Loa màng giấy gân cao su non, nên là sau một thời gian dài để ngoài bãi thì nó bị lão hóa cái gân rồi và nó cứng, nó đã mục rồi. Thì về các bác chơi sẽ phải thay gân đi nhá. Đấy. Thì em bán thẳng luôn như thế này, về mọi người tự thay nhá. Đấy, các bác nào thích đòi hỏi là zin nguyên bản kể cả gân gục nhá, thì đấy. Đấy, đúng như thế này luôn, các bác về các bác muốn làm gì thì nói các bác làm nhá. Nhà em không có sửa chữa gì cả nhá. Để nguyên thế các bác về tự xử. Con này là con Sony CP500. Đấy. Con này nó ghi mỗi trở khá 6 ôm, không tính cái công suất. Đấy, nhưng mà thông thường những bọn này thì loa công suất nó sẽ khoảng 50W một loa nhé. Với những cái kích cỡ loa như này. Đấy, thùng loa các thứ còn ok đẹp. Đấy. Đấy, còn tất nhiên đây là hàng bãi mà nói rồi, nó sẽ có vài vết xước sát nhé, không tránh được. Đấy. Đấy, đây này. Nói chung nó đã dạn nứt mất cái gân rồi, về phải thay gân mới nhé. Đấy, chép của nó đây đây. Loa chiều ngang của loa là đi 15 cm, chiều sâu của loa là đi 23,5 cm và chiều cao của loa là đi 25 cm nhé. Đấy. Em bán cái này về là anh em bán cho anh em thợ về thay gân, hoặc là bác nào mà có khéo tay hay làm thì có thể tự thay được, thì là về tự thay gân nhé. Cái gân này chắc là gân 12.5 hoặc là gân gì đó, gân 12.5 hoặc là gân 14.5 gì đấy. Thì cặp Sony này em bán bình thường ra là nếu như mà đã làm gân các thứ đầy đủ cho các bác rồi thì là khoảng tầm 750 một đôi loa này nhé. Mà tôi đôi này chưa ấy thì em cứ bớt cho các bác $300 đi nhé. Thì là còn 450 bác nào mua này cho bên em nhé. Về tự thay gân nhé. Đấy. Cái tiền này đi thay gân thì các bác mua cái gân về hết thì khoảng tầm hơn trăm tí thôi. Nhá. Nếu các bác tự mua gân về thay chắc thì thể hơi chắc khoảng hơn trăm thôi nhé. Còn đâu là cái này thì đấy, em bớt hẳn cho các bác 300 nhé, coi như là tiền xe ôm các thứ đi lại cho các bác luôn nhé. 450 thôi nhá. Bác nào mua liên hệ cho bên em nhé. Số điện thoại 0966 594 581 hoặc là 0979891682 nhé. Và con này là em bán là em không có ship code đâu, nên bác nào ai lấy thì vui lòng chuyển khoản luôn cho bên em nhé, vì cái này là bán thanh lý thôi. Tránh trường hợp nhiều khi là bán thanh lý xong thì các bác đặt miệng ấy. Nhiều bác đặt cứ chuyển cho anh xong anh thanh toán tiền mà nọ kia, xong đến lúc mà lại bom hàng của cửa hàng nhà em, đến lúc mà chi phí đi đi về về nó hết khoảng hơn trăm nữa thì có một độ sắc tết là luôn nhé. Nên là các bác là ai đấy thì vui lòng chuyển khoản hết luôn, hoặc đặt cọc khoảng tầm 200 đi, con số còn lại khi nào nhận hàng thì toán lúc cũng được nhé. Đấy, ok, em xin chào các bác và xin được gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.